Người Hồi giáo trên khắp Ấn Độ cũng đã tụ tập tại các ngôi đền vào sáng sớm hôm nay để dâng lời cầu nguyện khi họ bắt đầu ăn mừng lễ Eid al-Adha, có nghĩa là lễ của sự hy sinh. Người Hồi giáo ở Tân Delhi đã kéo đến đền thờ Hồi giáo lịch sử và nổi tiếng Jama Masjid để cầu nguyện cho hòa bình. Theo kinh Koran, nhà tiên tri Abraham đã được ban cho một người con trai Ismail khi ông đã lớn tuổi nên ông rất yêu thương cậu bé. Lễ ấy tượng trưng cho sự vâng lời và trung thành với Thánh Allah được thể hiện qua việc tiên tri Abraham đã sẵn sàng hy sinh con trai của mình. Cuối cùng, tiên tri Abraham đã không phải giết con trai của mình mà Thánh Allah đã gửi cho ông một con cừu đực để chết thay.